Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích, luôn cập nhật những thông tin chính trị xã hội nóng hổi nhất cho ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, hai tuần trước một vụ lở đất ở thị trấn Prady, huyện Công Sơn, tỉnh Vân Nam đã giết chết 92 người. Sông Đông Nguyệt là một phụ lưu ở tả ngạn sông Nộn Giang, dài 14 km bắt nguồn từ núi Tuyết Bích Lục. Làng Đông Nguyệt nằm ở cửa sông Đông Nguyệt bên kia sông từ làng Tây Nguyệt ở hữu ngạn sông Nộn Giang. Ở trung và thượng lưu các con sông ở Đông Nguyệt có các mỏ quặng sắt và trữ lượng đã được chứng minh là khoảng 3 triệu tấn. Nhiều năm trước, công ty quặng sắt Ngọc Cẩm đã tiến hành thăm dò và phát triển. Sau khi công ty đầu tư Thụy Đông Quảng Tây tiếp quản quyền quản lý mỏ sắt Ngọc Cẩm, công ty này đã đẩy nhanh quá trình phát triển quặng sắt. Các mỏ quặng sắt được thành lập ở trung và thượng nguồn của sông Đông Nguyệt. Trụ sở công ty, nhà máy chế biến khoáng sản và ký túc xá cho nhân viên đã được xây dựng ở làng Đông Nguyệt gần cửa sông Đông Nguyệt. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày Chủ nhật tuần trước, một trận lở đất lớn bất ngờ xảy ra ở nhiều con sông khác nhau ở Đông Nguyệt với khối lượng khoảng 600.000 mét khối bùn, cát và đá tràn ra ngoài, ký túc xá của nhân viên và những ngôi nhà trong làng bị cuốn trôi và chôn vùi. Và toàn bộ cửa sông Đông Nguyệt trở thành một vùng đất hoang rộng lớn đầy bùn. Lở đất tràn vào sông Nộ Giang, nước dâng, do đó lan sang các làng của Tây Nguyệt ở bờ đối diện. Sông Nộ Giang bị chặn trong khoảng 2 giờ, mực nước sông Nộ Giang phía trên đập lở đất dâng cao đến 6 mét. Vu Vĩnh Chi của đội khai thác cho biết anh đã đưa 12 người cùng làng từ Quảng Tây đến đây kiếm sống. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày Chủ nhật, anh phát hiện dòng chảy của các con sông ở Đông Nguyệt đột ngột tăng cao. Lúc đó không có mưa lớn, anh cảm thấy kỳ lạ. Một lúc sau, mực nước tiếp tục dâng cao kèm theo những tiếng ầm ầm và lửa bắn tung tóe. Anh chợt nhận ra sắp có lở đất, vội vàng gọi công nhân trong lán mau dậy. Công nhân bật dậy khỏi giường, vội vàng mặc quần áo vào. Đúng lúc này, Vu Vĩnh Chi nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang lao tới từ xa nên đã chạy tới để chặn lại. Anh ta chạy cách đó 10 mét, những công nhân vừa bước ra khỏi nhà kho làm việc đã lập tức bị bùn đất bao phủ. Nơi gần sông Nộn Giang là bãi đỗ xe tạm thời. Khi sạt lở đến, 16 chiếc xe tải xếp thành hai hàng chuẩn bị bốc hàng. Máy nổ rền rĩ, mỗi xe có hai tài xế, thường là hai vợ chồng hoặc hai cha con. Hai cha con trên chiếc xe tải đang chạy trên đường đã bị lũ bùn cuốn trôi trước. Đối với các hàng xe tải khác, đầu xe hụp xuống từng chút, đuôi xe nhô lên từng chút, đèn hậu vẫn sáng. Sau đó có một trận lở đất khác và tôi không thể nhìn hay nghe thấy gì. Tính cả các phương tiện khác đậu trong khu vực nhà máy, tổng cộng khoảng 40 phương tiện đã bị hút xuống sông Nộn do sạt lở đất. Mặc dù có báo cáo rằng lở đất là do mưa lớn, tuy nhiên, theo dữ liệu Cục Khí tượng Nộn Giang công bố, khi sự cố xảy ra, lượng mưa tại địa phương chỉ là 2,1mm. Các chuyên gia từ Viện Giám sát Địa chất và Môi trường tỉnh Vân Nam thông qua các bức ảnh chụp bằng máy bay không người lái đã phát hiện ra hai vụ lở đất hình thành trên sườn đồi phía trên khu vực khai thác quặng sắt cách sông Đông Nguyệt khoảng 8km về phía thượng lưu. Nước trong hồ đập dâng cao khiến đập bị vỡ, lũ làm vỡ đập mang theo một lượng lớn bùn, cát, đá, ao ạt đổ xuống, không ngừng nhấn chìm một lượng lớn mảnh vụn trên đường đi. Cuối cùng, phát triển thành một cơn lũ quét khổng lồ. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán huyện Công Sơn đã từng ra thông báo cấm xây dựng nhà ở kiên cố hoặc lán trại làm việc tạm thời trong khu vực quản lý kênh sông và cấm các hoạt động sản xuất trong lòng sông để không ảnh hưởng đến sự an toàn của việc xả lũ trên sông. Tuy nhiên, mỏ sắt Ngọc Cẩm vừa xây dựng tập trung và các tòa nhà khác trên bãi sông và bờ sông đã bị bùn và đá chảy xuống, đã gánh chịu thảm họa nặng nề hơn. Kính thưa quý vị, trong 24 giờ qua, Vũ Hán có mưa lớn, nhiều nơi ở quận Vũ Xương bị ngập lụt như cổng Bắc của Đại học Dân tộc Trung Nam và đoạn gần Bạch Hoa, phố Hồ Tuyền, khu phát triển công nghệ mới Islake. Ngoài ra, mực nước của 5 hồ lớn bao gồm hồ Hồng Hồ và hồ Lương Tử ở tỉnh Hồ Bắc đều đã vượt qua giới hạn kiểm soát lũ và 900 triệu mét khối nước đã được xả. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, từ 8 giờ ngày thứ Hai đến 13 giờ trưa ngày thứ Ba vừa qua, Vũ Hán đã đổ mưa lớn và mưa xối xả cục bộ. Trong số đó, khu vực Hán Khẩu là 118,6mm đến 171,3mm, khu vực Hán Dương là 168,3mm đến 193,1mm và khu vực Vũ Xương là 131,6mm đến 271,6mm. Trạm bình thường thứ Hai ở quận Hồng Sơn là 231,6mm. Là lượng mưa tích lũy lớn nhất
từ 5 giờ đến 8 giờ sáng ngày thứ 3 tại trạm Đông Hồ, Hồ Tâm Đình, lượng mưa ngắn ngày tập trung ở Vũ Xương, Tĩnh Khải và Hồng Sơn, lượng mưa tối đa đạt 104,7mm. Cư dân mạng địa phương cho biết, phía nhà hát Hàn Tú trên phố Hàn Kiệt ở Hồ Quốc Phụ, đường trên cao ở lối vào đường Vành Đai thứ 2 về phía Mã Phương Sơn, đường Thượng Văn ở quận Hồng Sơn, cổng phía Bắc của Đại học Dân tộc Trung Nam và Bạch Hoa trên đường Hồ Quang ở khu phát triển công nghệ mới Đông Hồ đều bị ngập. Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy Bạch Hoa trên phố Hồ Quang ngập trong nước, một số phương tiện bị ngập đến đầu và các chủ cửa hàng trên phố đang dùng chậu để thoát nước. Ngoài ra, trên đại lộ Hùng Sở ở thành phố Vũ Hán đi qua quận Vũ Xương và quận Hồng Sơn, một khu vực rộng lớn bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo tuyên bố chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giao thông tại Bạch Hoa, Hồ Quang, quận Hồng Sơn và ngã tư Đông An, đường Tử Dương Đông, quận Vũ Xương bị gián đoạn và các phương tiện không thể đi qua. Từ 8 giờ sáng ngày thứ 2 đến 6 giờ sáng ngày thứ 3, 35 đoạn đường ở Vũ Hán bị ngập ở các mức độ khác nhau. Cục Tài nguyên nước tỉnh Hồ Bắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, trước đó tỉnh Hồ Bắc đã xảy ra 5 đợt mưa lớn. Tính đến 11 giờ ngày thứ 2, lượng mưa trung bình tích lũy trên toàn tỉnh là 386,7mm, gấp 2,5 lần trung bình năm ngoái cùng thời kỳ. Kể từ ngày thứ 6 tuần trước, mực nước của 5 hồ lớn ở tỉnh Hồ Bắc là Hồng Hồ, Lương Tử Hồ, Trường Hồ, Phúc Đầu Hồ đều đã vượt qua giới hạn kiểm soát lũ. Tính đến ngày thứ 2 vừa qua, tổng cộng 900 triệu mét khối nước đã được xả từ 5 hồ lớn ở tỉnh Hồ Bắc. Tính đến 18 giờ chiều thứ 2, mực nước tại đèo Hán Khẩu, Vũ Hán đạt 24,77m, tiến sát mực nước 25m. Báo cáo cũng cho biết, theo dự báo của cơ quan khí tượng Thủy Văn, sau đó ở Vũ Hán sẽ có mưa lớn. Người ta ước tính rằng vào những ngày tới, mực nước tại đèo Vũ Hán ở Hán Khẩu sẽ dâng lên 24,95m và dự đoán sẽ có lũ vượt mức cảnh báo tại trạm Đồng Gia Hồ ở sông Phúc Lý vào tối ngày thứ Ba. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán thành phố Vũ Hán của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4 ở Vũ Hán vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày thứ Ba. Thưa quý vị, mưa lớn bắt đầu từ mấy ngày qua đã ảnh hưởng đến 20 tỉnh của Trung Quốc và khiến hơn 6 triệu người bị ảnh hưởng. Trong số đó, thiên tai nghiêm trọng nhất ở khu vực Tây Nam, nơi có lượng mưa lớn nhất trong gần 60 năm. Từ 2 ngày nay, lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1954 đến nay đã được đo ở Đô Giang Yển, Tứ Xuyên là 940mm. Mưa lớn không chỉ gây lũ lụt nghiêm trọng, phá hủy nhà cửa và cầu cống mà còn gây ra nhiều trận lở đất chôn vùi hàng mấy chục người. Vùng núi Tứ Xuyên bị thiệt hại nặng nề nhất, Khuất Sơn, quận lỵ cũ của quận Bắc Xuyên đã bị bỏ hoang do trận động đất ở Vân Xuyên. Thị trấn ban đầu được lên kế hoạch làm nơi tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất và bảo tàng địa điểm động đất quốc gia Bắc Xuyên đã được xây dựng. Thị trấn bị nhấn chìm trong 7 mét nước do hậu quả của trận mưa xối xả. Với lưu lượng lũ lên tới 6.600 mét khối trên giây, lưu lượng lớn nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1954. Một ngày trước, một cây cầu bắc qua sông Thông Khẩu bị sập, 6 phương tiện rơi xuống sông và ít nhất 12 người mất tích. Cây cầu bị hư hại do trận động đất và chỉ mới được sửa chữa và đưa vào sử dụng vài ngày trước. Hai cây cầu khác bị sập ở tỉnh Tứ Xuyên nhưng không có báo cáo về thương vong. Tại thành phố Đô Giang Yển, lở đất quét qua 2 km2 chôn vùi 11 ngôi nhà dân cư và nhiều biệt thự nghỉ dưỡng. Tính đến đầu ngày hôm nay, 16 người thiệt mạng và 117 người mất tích do đường dây điện thoại bị cắt. Những người sống sót phải đi bộ đến các văn phòng chính phủ gần đó để được giúp đỡ. Sau đó, vào ngày hôm qua, một trận lở bùn khác đã khiến khoảng 2.000 người mắc kẹt trong đường hầm Đô Giang Yển, Vân Xuyên. Tính đến tối ngày hôm qua, toàn bộ những người bị mắc kẹt đã được giải cứu. Tại A3, lở đất làm 3 người chết và 12 người mất tích. Mưa lớn đã buộc hơn 220.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên phải sơ tán và phá hủy khoảng 300 tòa nhà dân cư. Tính đến ngày hôm qua, 31 người được xác nhận đã chết ở Tứ Xuyên và 166 người mất tích. Tại Tỷ Giang, Vân Nam, mưa lớn đã giết chết 4 người, phá hủy 5.280 ngôi nhà và đóng cửa trường học ở các vùng nông thôn. Trước đó 2 ngày, một tòa nhà công nghiệp và khai thác mỏ đang xây dựng dở dang đã bị sập ở Thọ Dương, Sơn Tây, khiến 12 công nhân nhập cư thiệt mạng. 3 người chết đuối bên ngoài thủ đô Bắc Kinh do bị mắc kẹt trong ô tô và những người khác cũng thiệt mạng ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, Nội Mông Cổ và Cam Túc. Ngày hôm qua, theo thống kê chính thức, trận mưa xối xả đã khiến 46 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, thêm 60 người mất tích ở Tứ Xuyên. Vào rạng sáng ngày hôm nay, một trận mưa lớn đã xảy ra ở quận Thạch Miên, thành phố Nha An, khiến giao thông, điện và liên lạc bị gián đoạn ở nhiều nơi và nhiều thị trấn bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, nhưng đến nay không có tin tức về thương vong.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!